I love you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Và ngày hôm nay mình sẽ chơi chị Mù trong một bộ trang phục cô chủ nhỏ đoàn kịch. Ở một bộ trang phục các bạn cài event làm cốt truyện mà các bạn sẽ sở hữu được bộ trang phục này thôi. Nó ở trong cái phần thưởng sự kiện ấy. Cái phần thưởng sự kiện này mình thấy là một ngày chúng ta sẽ có 20 cái đàn và tương đương là làm những cái nhiệm vụ của mùng 2, mùng 3 Tết linh ta linh tinh đấy. Có nhiều thứ mình cũng rất là bực bội khi mà các bạn phải ấn rất là nhiều những câu chat của cái từng cái nhân vật, ví dụ như là Bon Bon, rồi Trộm này, rồi Ma Thuật Sư, Gu Trang, Nhóc Rìu. Nhiều khi mình cũng không biết làm sao, ví dụ như là có những cái chỗ mà mình kiểm tra mệt 93% rồi, mình không biết là mình phải bấm tiếp theo vào cái chỗ nào cho nó thành 100%. Bấm tùm lum la hết trơn. Nhưng mà dù gì thì bây giờ mọi người cũng đã có được cái bộ trang phục này, một thẻ A và rất là ngon rồi. Rồi, ok, núp đây, ngon lành luôn rồi. Đây là một bộ trang phục mù mình thấy rất là đẹp. Nếu mà các bạn vô trong thế giới ảnh nó còn đẹp nữa. Ở ngoài đây thì các bạn mặc, kể cả bà mù có bộ trang phục SSS hay gì nữa chăng nữa thì chắc là cũng để cho người khác ngắm thôi, chứ bên ngoài bây giờ nó tối om thế này. Một cái màu đỏ rất là xanh thẫm, rất là... Ủa, quên nhầm. Một cái màu đỏ rất là thẫm mà xung quanh cảnh vật nó u ám thế này thì các bạn có thấy nó ra cái màu gì đâu. Không ra một cái màu gì luôn. Chiều nay là mình phải lên trường rồi này, để chuẩn bị ngày mai học. Thật sự không quen. Ôi, cố gắng nổ cái máy đi. Sao mình núp đấy rồi vẫn qua nó hốt giáp mình được cái tài ấy. Sợ hãi thiệt sự luôn. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Rồi, 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 thấy đưa thư rồi. Ok, để mình chuồn ra khỏi đây đã. Mù là nhân vật chủ chốt để mà sửa máy cho team khi mà có Joseph như thế này. Và dĩ nhiên là chơi Hunter, chơi bất kỳ ai cũng vậy thôi. Mình thấy đứa nào chuyên giải máy là mình phải ưu tiên mình giết trước. Có nữ chủ tế hay là có bác sĩ chăng nữa thì tụi nó cũng nên đai hàng đầu, đúng không? Đai hơn là những cái đứa đi giải máy. Rất là khó chịu. Công sức giết bao nhiêu lần rồi cuối cùng là chỉ cần một cái vòng xanh hoặc là một cái kim tiêm là đầy máu trở lại ngay vào luôn. Nó gọi cho đồng đội nó bay sang này bay sang bên kia, nó chỉ thương giống y như là một cái điều gì đó nó tưởng chừng như không thể nhưng mà lại có thể đối với nữ chủ tế. Chưa kể là những cái khu vực này là nó rất là nhiều cái ngôi nhà lớn tạo vòng ra thì tu rất là lâu, tu nó xì tu mất muốn xỉu luôn vậy đó. Chuồn chuồn ở đây thôi. Sợ jump scare quá. Này ra đây bù máy này. Ôi dồi ôi. Tính tới đó bù máy mà thấy lòi cái đầu nó nhìn thấy gớm nhá. Sợ thật sự luôn á. Bà mèo nhà mình gần đẻ rồi. Giờ cứ thấy cái chỗ nào mà kiểu ấm ấm bắt đầu là cái mũi vô ngửi. Đó, nhất là với cái tủ quần áo ấy. Giờ nó phải trong giai đoạn gọi là đóng cửa, đóng then cài tất cả những cái thứ mà nó có thể chui vào. Eo ơi, cứ mỗi lần mà tắm mà nghe tiếng tủ mở nó chạy tới ngay vào luôn. Mà không để ý là nó nhảy tọt vào liền luôn á. Không hiểu sao cái hơi ấm của nó làm cái gì mà nó gọi là nó hấp dẫn mèo dữ thần. Và trong khi là mình cũng đang để một cái thùng giấy có lót chăn, lót đồ đàng hoàng rồi để cho em mới có thể gọi là hạ sinh mão thai. Nhưng cuối cùng là Nó vẫn thèm thuồng cái tủ quần áo hơn. Khiếp, cái tủ quần áo của mình lúc nào nó cũng kiểu nghe tiếng cạch cạch của cái chìa khóa bắt đầu là nó sẽ chạy tới ngay. Không thể nào hiểu nổi cái con mèo nhà mình. Mà mọi người có cái biện pháp nào để cho nó khỏi ẻ bậy trong nhà không? Đặc biệt là nó hay linh tinh ở trong nhà vệ sinh ấy. Ngày trước có đâu mà tự nhiên dở trứng lên. Không thể hiểu nổi. Trước con mèo cũ cũng vậy. Đang đi ở ngoài rất là bình thường, rất là tự tin, rất là thoải mái mà không hiểu sao.
thời gian gần tới đây là bắt đầu nó cứ ẻ trong nhà vệ sinh. May là ẻ nhà vệ sinh nhá, chứ nó mà ẻ dưới gầm giường nhà mình nó chịu rồi. À, cũng may cái gầm giường nhà mình nó không được đủ to để nó có thể chui vào ấy. Chắc là cũng vừa cái chân của nó. Nhưng nếu như nó mà chui vào cái gầm giường nó ẻ một cái được. Có mà nhấc giường lên mới hốt được. Nay mình đi rồi cho nên là chắc chắn là nó sẽ được mẹ mình chăm. Ngày trước thì mình chăm là chủ yếu, giờ thì toàn là mình. Sợ quá đây. Rồi ai đi cứu tôi đi cứu hả? Ừ thôi để tôi đi cứu. Trời ơi, con mù nhánh 6 như quý gì. Yo. Ui chém ảo thế. Vậy mà trúng luôn kìa. Ơ kìa. Ơ đi. Đài luôn rồi. Eo ơi, đứng bên góc hông bên này rồi mà chém trúng một bình tài thật đấy. Ôi anh yêu tới kìa. Anh yêu tới rồi. Ở đây thì mình cũng đang rất là muốn tiết kiệm nhánh số 6. Bởi vì cái nhánh số 6 là một cái nhánh nó rất là quan... À, nhánh 9 rất là quan trọng. Chẳng hạn như là những cái lúc mà mình trèo cửa sổ hay mình trèo ván ấy, mình cần tốc chạy, mình phải để dành nó để mình lợi dụng địa hình mình nhảy qua. Ví dụ như đây này. Đó. Là trời. Gớm vậy. Từ thư nó đưa cho mình cái thư tốc chạy. Mình chạy đúng khùng đúng điên luôn á. Coi này coi đá không. Mọi người nhìn coi. Ủa chịu anh không. Ok. Trong trận đấu này thì mình không có bác sĩ, cho nên là tụi mình rất là khổ luôn á. Cái màu đẹp ghê không mọi người. Đấy phải vô đây mới thấy được cái màu đẹp của nó này. Chứ ở ngoài có thấy cái gì đâu. Rồi xong rồi, nó hốt xác tôi rồi. Tới rồi. Đi đâu giờ. Giờ nó đi tung tăng trong này. Rồi cuối cùng là nó sẽ giết mình. Mình phải chạy, mình phải chuồn trước khi mà mình gục. À, nó cho mình ngay đây luôn. Rồi xong, bye bye cưng. Không đợi hết thế giới ảnh rồi cho lên ghế. Thật là dại dột quá đi thôi. Đâu rồi? Chói quá. Ui, tới rồi. Ui, hên quá. Tưởng chạy vô đây chắc mình xỉu luôn á. Eo ơi, mình chơi mù mình thấy cái chân bà gây xa trong cái hình này nó dài thế. Coi nè, đó. Ok. Rồi, đừng có tới đây anh ơi, đi đâu đi. Cái máy cuối ở đây rồi. Bên kia cũng đang giải một máy cuối. Ô là trời. Khách bên nhà mình về rồi mọi người. Hai ông bà này thì mình cũng không quen. Nhưng mà kiểu bố mẹ cũng quen thì dắt thằng con nhóc tới thì cũng không sao đi. Bà hồi nãy thì mình đang làm bài PowerPoint để mà thứ ba mình thuyết trình. Mà các bạn tưởng tượng nổi cái cảnh không? Không thể nào hiểu nổi luôn. Nó vô nó cầm cái airpod của mình lên nó hỏi cái gì đây. Trời. Thật là may mắn khi quá tỉnh táo đi. Ủa lên ghế lần nữa hả?
cố gắng nổ được cái máy này mình sẽ nổ luôn. Quá mệt mỏi rồi. Nó cầm cái airbot của mình. À, cho mình ngay đây luôn này. Ui, trời ơi, may quá. Ui, trời, chết rồi. À, đùa tôi. Đưa thư nổ máy bên kia. Xù ghê. Nó thấy mình cứu ghế nó quay trở lại. Bực ghê. Xù quá trời xù luôn. Đợi máy 99 gần nổ được cứu bạn ơi. Để giữ máu. Vô. Vô đi được rồi đó, vô. Hay quá. Rồi, xuất sắc luôn. I love you. U là trời. Bí ai, bí mù đúng không? Tới nè. Không, bé ơi. Bé không follow anh, mà bé xin tin tư của anh. Ui, trời, tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay nó sẽ tốc biến mà. Ủa cái hầm đâu? Hồi nãy thấy có cái thư gì gửi hầm mà. Chưa kịp nhìn thấy hầm luôn á. Chết rồi. Trách tôi rồi. Tôi sống sao đây. Tới cái cầu rồi nè. Tới cầu rồi. Ờ đúng rồi, phá ván đi, đúng rồi đó. Phá ván đi là chiến thắng rồi đó. Yeah. Tôi thấy con mù chiến chưa. Chọc ai mà chọc mù đúng không? Đừng có mơ đi nha. Quỷ yêu. Ok, mình sẽ kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Và chúc các bạn có một buổi sáng thật là vui vẻ nha. Bye bye.